Rõ ràng trong khi đó nếu như mà chúng ta mà tu được thì tất nhiên là chúng ta được có người đạo. À, giờ chẳng những vậy nghe, mà giờ quý vị mình được biết bây giờ tất cả các nước trên thế giới, nhất là Ukraine với Nga bây giờ đang chiến tranh. Bây giờ tất cả các nước bây giờ đang coi như là khởi động vào trong cái cuộc chiến tranh giặc giả. Mà Đức Thầy đã nói trước vào năm 1939 rồi, là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Vậy sớm mau kiếm chữ Maha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa, đúng không? Vậy thì sau này quý vị mình được biết là theo ông ba nói giặc dậy lăng xăng giặc dậy, đánh nhau tầm bậy đánh nhau, là quý vị mình được biết bây giờ nó cũng muốn đánh tầm bậy rồi, không? Không thù không quá không giận, chân đồng binh bất đạo, trong khi đó binh với nhau đánh nha, đánh tầm bậy. Cho nên đánh nhau tầm bậy mà tầm bậy đánh nhau, nước nào ở đâu thì ở đâu đánh đó, rồi giận nghèo mất ngó nè, mất ngó giận nghèo, thấy thác báo bèo thấy thác, rồi nơi nơi tan nát mà tan nát, đâu đâu chỗ nào cũng có giặc chân. Cho nên cuối cùng chỗ nào cũng có giặc giả, trốn đâu giờ cô bác Trần Đạo. Cho nên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy và kính thưa các bậc lớn tuổi đại diện cho gia tộc, và kính đến anh Úc, chị Úc đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho đấng thân của mình, và kính thưa chư quý ông, quý bà và hầu hết toàn thể quý cô bác, anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho đấng thân của đồng đạo Úc Dưa Leo, mà tất cả cô bác, anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị trở về đây dự diện được đông đủ để góp phần cho gia đình cũng như đồng đạo Úc lát nữa đây để hợp tâm cùng với tất cả chư quý vị mà cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hưng linh người quá giảng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhã tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và hàng năm như thế này thì đồng đạo Úc Dưa Leo đều có tổ chức long trọng và mời tất cả chư quý vị trở về dự diện được đông đủ, được doanh túc mãn đường như thế này đó, thì đồng đạo Úc rất là vui mừng của bác anh em chư đồng đạo. Và chúng tôi được biết một năm như vậy đó thì đồng đạo coi như là có ba cái kỷ dỗ. Một là ngày mùng 6 là vừa đầu đó cô bác anh em chị đồng đạo, và bữa nay tất nhiên là cái ngày 17 là chỉ cách nhau coi như là có 11 ngày thôi, mà đồng đạo coi như là điều tổ chức là chúng tôi những tưởng đó là bữa nay không được đông đủ như thế này là tại vì mới đi vừa đầu, nhưng mà lần này thì trong khi đó cũng không có kém phần long trọng, và mà tất cả chư quý vị cũng ủng hộ cho tinh thần Phật pháp này là được danh túc mãn đường và được đông đủ như thế này để ủng hộ cho tinh thần giáo lý. Và chúng tôi không biết làm sao tán dương xưng dự cho vừa với một cái tinh thần cao cả mà tất cả chư quý vị dành sự ưu ái đặc biệt nhân ngày chánh lễ kỷ niệm này. Thưa chư quý vị, thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp là chương trình để trao đổi Phật pháp, vì chưa có đến giờ chánh cúng cho nên đồng đạo ý thức được qua cái giáo lý siêu thượng của Đức Thầy là chúng ta còn ngồi lại để mà ôn cố, để mà tìm hiểu qua giáo lý siêu thượng của Đức Tôn Sư yêu kính, rồi chúng ta lấy đó mà làm phương châm, lấy đó mà làm la bàn, lấy đó mà làm địa đồ để chúng ta coi như là trên cái con đường hướng thượng về Phật pháp. Vậy thì bây giờ ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp cái giờ sau là đồng đạo 10 ngày để mà gặp gỡ cùng với quý vị qua cái chương trình trao đổi Phật pháp. Thì trên tinh thần trao đổi Phật pháp đó, thì có rất nhiều cái chương trình, một là đọc lại nguyên văn giáo lý của Đức Thầy, hai là tự chọn cho mình một cái tiêu đề cũng gọi là tự thuyết, ba là chương trình chia sẻ nghi vấn. Nhưng mà chúng tôi được biết là quý vị cho phép chúng tôi là cái chương trình chia sẻ nghi vấn. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi giáo lý của Đức Thầy, thì sẵn nhân sự tùng sự hôm nay tất cả chư quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu, 4 câu hoặc giả là trong nội dung, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị, rồi quý vị mình ngồi lại lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi, xong quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng, trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn tối nghĩa. Còn những điều nào mà chúng tôi trình bày chưa có được hết ý hoặc giả là còn tối nghĩa thì quý vị mình cũng gói lại đó để chờ bậc cao minh cao đồ để mà chúng ta tìm hiểu thêm. Bởi vì giáo pháp của Đức Thầy rất là thâm sâu, rất là màu nhiệm, mà Đức Thầy cho chúng ta biết một câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho cạn mới hậu khôn ngoan, hoặc giả là chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu.
nghĩa là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn, có nghĩa là càng tầm chừng nào nó là càng sâu nhiều chừng nấy, không có coi như là cạn của bác anh em trường đạo. Vì vậy cho nên chúng tôi coi như là chỉ hiểu biết đâu phần nào đó, rồi chúng tôi cũng trao đổi cùng tất cả chư quý vị nha. Rồi quý vị mình coi như là cũng góp phần cho chúng tôi để mà thành hình được coi như là trong cái chương trình để mà truyền bá giáo lý. Một ý kiến không là phải thạo, mà phải nhờ đồng đạo khắp nơi điểm tô chân lý rạng ngời sáng danh hòa hảo nơi nơi điều tường. Tất nhiên một ý kiến mình không bao giờ coi như là hiểu biết hết được cô bác anh em chồng đạo, mà là phải nhờ tất cả chư quý vị coi như là có sự cao kiến cao, rồi chúng ta đồng với nhau, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng cảnh tương giao, đồng tình tương tức, thương yêu lẫn nhau như con một cha, rồi dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Đây là một cái tinh thần chung nha, là tinh thần đó để mà chúng ta hoàn truyền giáo lý. Thôi thì chúng tôi cũng tạm lời nói đầu con gọn để gửi đến tất cả chư quý vị để coi như là tiết kiệm trong thời gian. Chúng tôi đi sâu vào trong tinh thần Phật pháp, vậy chúng tôi xin thỉnh ý chung tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nên thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Và chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến toàn thể với cô bác, anh chị em và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý đồng đạo, thì vừa qua thì chú Tư cũng có gợi lên ý để đặt nghi vấn, thì theo như quý ông bà cô bác và quý đồng đạo chúng ta cho ý kiến thôi. Vậy là mình gửi đặt nghi vấn với chú Tư ha quý đồng đạo. Dạ vậy thì theo ý kiến của quý đồng đạo và ông bà cô bác đây thì đặt nghi vấn, thì trước khi mà để đặt nghi vấn thì em cháu xin mời một đồng đạo anh Sáu đến đây để trực tiếp để hỏi chú Tư qua những lời vàng tiếng ngọc mà chú Tư rồi giải đáp cùng nghe chung. Dạ. Sẽ thấy anh Sáu cũng đang lên và kính các ngôi thờ. Xin tất cả quý đồng đạo cho chàng pháo tay ủng hộ anh Sáu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đồng đạo và anh Tư, em cháu hỏi hai câu. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Vậy xin mời anh giải thích cho quý đồng đạo và anh em nghe chung. Quý vị ủng hộ cho dân chủ chàng pháo tay đi chưa quý vị? Để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được đồng đạo thử mới nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, và trong đó hai câu. Và trong hai câu đó là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Thưa chư quý vị, đồng đạo nêu lên hai câu giảng của Tổ Thầy để cho chúng ta nghiên cứu tìm hiểu lời dạy dỗ của Đức Tôn siêu yêu kính Mỹ Ý Đức Thầy dạy dỗ chúng ta ra sao. Vậy thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua hai câu giảng mà được đồng đạo thử nêu lên. Đó là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Thưa chư quý vị, hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong quyển nhì của bác anh em chư đồng đạo, tức là quyển kệ dân của người khùng. Mà quyển kệ dân của người khùng đó là Đức Thầy viết đó, là vào ngày 12 tháng 9 năm 1939 Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình, và có tất cả là 476 câu mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn thôi. Vậy thì bây giờ tu kiếp kiếp đó là gì? Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, thôi giờ nói mau đi. Bây giờ tu là cúng lại, tu là ăn chay, tu là niệm Phật, tu là làm lành, tu là bố thí, tu là nhẫn nhục, tu là làm từ thiện, tu là làm theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Chữ tu chớ khá trễ chày, phải trao, phải sửa, nghe Thầy dạy khuyên, đó là tu. Phải không mấy chị? Chữ tu là phải sửa trao, bỏ đi việc quấy, đeo vào lẽ chân. Vì vậy cho nên chữ tu tất nhiên là quy y theo giáo lý Đức Thầy. Mà quy y đó, mà được làm y đó, thì đạo nào cũng đắc mà quả chi cũng thành. Mà quy y mà chẳng làm y đó, thì ngàn đời cũng chẳng thoát ly cổ trần, phải không? Cho nên tu tất nhiên là quy y theo giáo lý Đức Thầy là phải làm.
Vậy là chữ tu chứ khá chỉ chày, phải trao, phải sửa, nghe thầy dạy khuyên. Vậy thì bây giờ nãy giờ chúng tôi bàn cùng với quý vị rồi đó, mà đồng đạo thử nêu lên trong giáo lý Đức Thầy hai câu là tu kiếp kiếp. Phải vậy không? Tu là cúng lại, tu là ăn chay, tu là niệm Phật, tu là làm lành, tu là bố thí, tu là nhẫn nhục, tu là giữ giới. Rồi, đó là tu, phải không? Vậy thì bây giờ gà lại coi như là tu kiếp kiếp, bây giờ cúng lại có kiếp kiếp chưa vậy hả? Có kiếp kiếp chưa? Nếu chưa thì kiếp kiếp giùm cái, thấy không? Chứ có kiểu mà ngày hai thời cúng lại sẹt lơ mà nói chuyện thiên cơ quyền bí, phải không? Cúng lại hai thời mà không rầu nữa. Nếu như tu kiếp kiếp cúng lại hai thời mà kiếp kiếp là gấp nữa đó, là cúng lại ba thời, gấp nữa đó là bốn thời, gấp nữa đó thường nguyện cầu siêu độ tổ tâm, là gánh giờ nào cúng giờ nấy mới gấp. Chứ có đâu mà cúng lại hai thời gấp gấp nó đã đợi bắt đầu cúng là lọt là còn có một thời à. Mà không gấp gấp cái gì, thấy không? Còn ăn chay bây giờ nếu như ai chưa ăn chay trường được, gấp ăn chay trường luôn. Còn gấp nữa chay tầm chay tánh luôn, vậy mới gọi là gấp. Chứ còn ăn chay trường rồi tụt xuống 10 ngày, thấy không? Rồi xuống 4 ngày mà không gấp là gấp làm sao? Phải không thử? Gấp tất nhiên là bây giờ chúng ta phải là đi lên như vậy, tất nhiên là trong khi đó mới gọi là gấp, thấy không? Rồi bây giờ niệm Phật cũng vậy. Bây giờ nếu niệm Phật gấp là niệm Phật lúc nào cũng niệm luôn. Nằm ngồi đi đứng niệm không buông, lúc chưa thần thục thần sao động khi đã hành quen hết rồi còn chỗ nào cũng niệm đi đứng niệm Di Đà. Nằm ngồi trì lục tự thức cũng tưởng ai, di ngủ cũng ghi sao chữ, nói cũng nhớ Nam Mô đến cũng ngon Phật sự cực lạc, muốn vãng sanh cứ hình nhân thử, giờ nào cũng niệm Phật. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đỡ về thời khắc. Như vậy mới gấp. Còn này gấp nó thôi, giờ đợi chừng nào phá niệm Phật nhậu lon tôi mới đi, tôi tới đó mới niệm Phật. Không, đợi chừng nhà của hai quan chừng nào có phá niệm Phật tôi tới đó tôi mới niệm Phật được. Ở nhà không niệm. Nhưng mà quý vị được biết Đức Thầy cho chúng ta biết là nếu như chúng ta niệm Phật đó là chỗ nào chúng ta cũng niệm ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hai ngồi chẳng chấp, kẻ xa xôi có lòng ái một. Xem kể này tu tỉnh tại nhà ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà Phật chẳng chấp chẳng nơi thời khắc niệm Phật như vậy mới gấp. Chứ có đâu mà bị tai nạn bị công an đó bắt vô trong tù rồi bây giờ mới niệm Phật, lúc đó mới niệm Phật gấp. Không, lúc mà đi tàu đi bè khổ sở bắt đầu đau bệnh coi như là nằm la liệt chân niệm Phật đặng cho Phật cứu, lúc đó niệm Phật gấp lắm, mà tới chừng hết bệnh rồi cái niệm Phật nó coi không gấp. Cái này gấp sao được gấp, phải không? Vậy thì bây giờ gấp là giờ phút nào chúng ta cũng niệm hết, nghe mấy con mấy chị, như vậy mới gấp. Rồi bây giờ làm từ thiện xã hội cũng vậy, nếu như mà chúng ta nếu gấp nghe đồng đạo thử, người ta xin cất nhà cất cửa, người ta xin coi như là bắt cầu vào lộ, người ta đi xin thả cá phóng sanh, người ta xin đi cứu trợ, lúc đầu cho 100 ngàn hà, thấy không? Bình thường ta tới cho 100 ngàn hà, bây giờ nếu gấp cho 200, gấp nữa cho 400, gấp nữa cho 800, lúc nữa cho 1.600.000 luôn, gấp nữa cho chỉ vàng luôn, thôi đi cứu trợ. Cái này mới gấp nè, thấy không? Còn có đâu mà trong nhà trong tổ coi như là 20 triệu 30 triệu mà tới chừng ta xin cho có 50 ngàn bác hả? Mà còn nói tiếng nữa, thời ơi bây giờ lấy đỡ đi, cỡ này tôi khô như cua sáng trăng, cỡ này khô lắm không có tiền, thấy không? Mà tiền bắt đầu trong khi không có tiền mà ta kêu bán miếng đất kế bên bắt đầu dĩ đó mà mua được. Không có tiền mà ta kêu bán miếng đất kế bên tôi bỏ cho ta mua nó ổn không? Gấp tất nhiên là chúng ta vừa cúng lại, ăn chay cũng gấp, niệm Phật cũng gấp, làm lành cũng phải gấp, phải không? Còn nhẫn nhục cũng phải gấp. Người ta nó nặng nó nhẹ hơn nó hơn, nó thô nó chanh nó chua nó cao nó thấp, nó đắng nó cay nó thị nó phi gì gấp, không thèm cãi. Bây giờ tôi gấp tôi về Phật rồi, mà ở đâu cãi. Ví dụ như bà đèo cái chiếc đò nó đang chạy sửa sẵn còn có 15 phút nữa à, đò đưa một chuyến cuối chiều rồi sửa sẵn nó chạy rồi, thấy không? Gấp bây giờ là bước việc đi thẳng xuống đò, có đâu mà trong khi đó người ta cọ quẹt mình gì con chút ở nó cãi với người ta, cãi với cái đò chạy mất tiêu, thấy không? Gấp như vậy bây giờ không thèm cãi ai trơn, tôi nhẫn nặng mà tôi đi xuống đò nó mà đò đưa tôi ở đây mà cãi người ta làm chi. Nhưng mà đồng đạo mình bây giờ nó gấp gấp vậy chứ ai đụng cái cỡ thử biết, không đứng ngồi cãi không, không cãi không vậy, trong khi đó làm sao gọi là gấp được, không? Vậy thì bây giờ tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, tất nhiên là nếu như chúng ta gấp nha là chúng ta phải tu như vậy, tất nhiên là nhân đâu lên nha quý vị.
nhân đâu lên vậy mới gọi là gấp, phải không? Được chứ quý vị. Vậy thì bây giờ đại cương vị thâu, bây giờ chúng ta gà lại thử đi ha. À, bây giờ gà lại, chúng tôi xin đọc lại nè. Bây giờ nếu như chúng ta tu, chữ tu là gì? Ăn chay nè, niệm Phật nè, làm lành nè, bố thí nè, nhẫn nhục nè, trì giới nè, từ thiện nè, xã hội nè, đi đám tần nè, đi đám dỗ nè. Đó là trong khi đó những cái điều kiện mà chúng ta muốn gấp tới hen là chúng ta phải sắp xếp thời gian để làm cho bằng được mới chỉ gọi là gấp. Chứ còn nếu nó gấp gấp mà nó có miệng không, tôi gấp gấp không mà không chịu đi, không bước đi tới một bước dừng nha, bước cho mòn gót cũng không từng tới đâu. Tiếng đường đạo như thiền đi ngược, nếu ngưng trời chèo bị nước đẩy lui, muốn cho thiền chống nó chèo luôn chứ để phút hồi nào ngưng là chúng ta gấp là vậy. Chứ có đâu coi như là chèo có một hai chèo bắt đầu thả xuôi mái mà vậy hô gấp gấp sao được. Cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ qua câu này đồng đạo thử hỏi á, là câu này hết sức chỉ lý cô bác anh em dùng đạo. Rồi bây giờ nếu không đó là không cái gì, không cái gì mà quá trễ cô bác anh em dùng đạo. Bây giờ nãy giờ đã bàn cùng với quý vị, tất nhiên là không, nó tất nhiên là bây giờ nó có ba cái không: một là công phu, hai là công quả, ba là công trình, đúng không? Công phu là cúng lại bái sám niệm Phật hành đạo, đó là công phu, là nếu không là trễ, đúng không? Còn công quả là từ thiện xã hội, bắt cầu bồ lộ dò tô hiệp á, là đi cái gì là cứu trợ, đi cái là thả cáo phóng sanh, đó công quả. Mà nếu không cũng trễ luôn. Còn công trình tất nhiên là cái hành đạo của chúng ta đó, nếu mà không giữ được coi như là cái chí bền. Ví dụ như bây giờ cái công trình cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh 5 năm, 6 năm là mới hết, phải không? Rồi bây giờ cái công trình của người tu mình mấy năm? Mấy năm quý vị? Hết đời, phải không? Vậy mà cái trong khi đó tu bà, trong khi 20 năm, 30 năm vậy bắt đầu, trong khi đó thì cái công trình mình vậy bắt đầu bị cái hoạn nạn, bị khổ sở vậy bắt đầu bỏ cuộc, là bỏ công trình, đúng không? Nên Đức Thầy mới nói cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng chọn uổng thay một kiếp. Đây tất nhiên là không đó. Như vậy là tu cao cả tháng tu, đừng chán tu, cho nên kể tháng kể năm trên đường tu phải chung thủy, nhất tâm sống thác quyết tu tầm cho đến Phật, là công trình của mình, đúng không? Là công trình của mình, tất nhiên là phải tu cả cuộc đời của mình, chứ đâu phải tu 10 bữa 10 tháng, tu 1 năm 2 năm, tu 20-30 năm, tu 40 năm mà không có được hành gì bắt đầu cứ nghĩ là cái đó chưa có phải gọi là mà coi như là đeo đuổi cái chuyến hướng của mình, của bác anh em chân đạo. Vậy thì bây giờ nếu không niệm Phật khiến khó ngồi cực lạc, không tỉnh ngộ khiến khó tìm bánh giác, không chủ tâm khiến tà ác cuốn lôi, không trì thiền khiến vọng động không thôi, không đúc Phật khiến đời mù lạc lối, không tinh tấn khiến liên hoa khó tới, không chủ tâm khiến lấp mối quyền di, không tu nay khiến mai mốt khổ nguy, không hành đạo khiến mất kỳ giải thoát của bác anh em dùng đạo, đó là không. Vậy là bây giờ nếu không là quá trễ, mà kiếp này mà chúng ta không tu tất nhiên là không rồi, là mất cái kỳ giải thoát, đó là quá trễ của bác anh em dùng đạo thôi. Nó mau gì đi nghe, bây giờ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Bây giờ đối đầu với đối đầu gì đó cô bác anh em dùng đạo? Bây giờ đối đầu đó tất nhiên là chúng ta coi như là không tu này, sau này chúng ta phải bị nhân quả. Mà đối đầu lại những cái thành phần mà Đức Thầy cho chúng ta biết sau này đó hen, là chúng ta phải gặp những cái cảnh khổ ha. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân cái hội này, mà từng quần thiên địa đổi xây ha. Vậy thì bây giờ trong khi đó nếu như mà chúng ta không tu thì từng quần thiên địa đổi xây, thay đổi. Mà thay đổi đó là sao? Là phải chuyển xoay trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, gồm một nơi sửa sang tiêm tất xử phân người, cùng vật thưởng phong cho dương trần rõ lực thiên công, có địa ngục thiên đường hay chẳng. Vậy thì bây giờ sau này đó nếu như chúng ta không là quá trễ, là chừng đối đầu. Là đối đầu với gì đây? Trong sách Minh Tâm bảo cho chúng ta biết đó là thiện ác đau đầu chung hữu báo, cao phi diễn tẩu giả năng tàn. Là thiện ác là sao? Đối đầu đầu tất nhiên là chúng ta phải trả. Dầu cao phi, dầu gọi là cao bay xa chạy đó, cũng không thể nào tránh được gọi là cao phi diễn tẩu giả năng tàn, hoặc giả là chỉ tranh lai tảo giữ lai trì. Chỉnh e đến sớm cũng đến muộn thôi, chúng ta cũng phải trả, thấy không? Xưa trồng nên có trái nay, nếu không thiếu nợ trái nay đến đâu. Tự muốn chịu ức qua kiếp trước là vẫn có người tội phước không đồng, không lo câu thưởng phạt bất công mà do nghiệp ở lòng xa khác.
Cho nên bây giờ nếu như chúng ta tu là chúng ta phải nghĩ đến cái chỗ đối đầu. Bây giờ đối đầu nè, bây giờ không có thời gian để kể cho quý vị mình nghe hết nghe. Nhưng mà không tu sau này chúng ta phải đối đầu nước dân lửa cháy. Ông Năm Chèo nói vậy, hầm beo tai tượng rắn rít, rồi mà yêu tinh xuất hiện, chiến tranh giặc giả. Và trong khi đó không biết bao nhiêu cái chết, chết nằm trong nắng, trong mưa, chết trôi theo gió, chết đùa theo mây, chết do máy tạo chuyển xe, chết vì sanh chúng, sống gây tai nạn, chết nào bằng chết ôn hoàng. Nhưng thua cái chết khô khan khí trời, là cái chết sau này nó vậy đó, là đối đầu đó cô bác anh em trong đạo. Mà nếu như chúng ta không tu, phải không? Tai họa trời đi xuống lăn xăng, nạn nước lửa, nạn phần ôn dịch, nạn cháy bang thêm phần con nít, nạn chìm ghe, lão ấu bất tồn, nạn hổ lan, ác thú hết hồn, nạn ác thú ó rằn mọt mổ cắn, nạn giặc giả chạy đà cống cẳng, té ngã lăn, chân thẳng chân dùng. Đây là đối đầu đó. Mà tới chừng đối đầu thì khó kiếm điên khùng, làm sao mà gặp người như là lại điên khùng gặp thầy được, phải không? Vậy thì nước dân sau này mà nếu như chúng ta không tu, tất nhiên là sau này mà coi như là nếu như ai không tu rồi kẻ bạo ác sát thân trọng trượt kéo lên thiền nó cũng tuột dìm đi. Bởi thiền do phép quyền di của chư Phật đã cứu nguyên dương trần, phải không? Bây giờ người nào mà có tu thì sao? Có tu thì văn thù Bồ Tát từ bi chèo thiền bát nhã cứu thì trần gian gió đưa lướt sóng bượm lăn rước người tu niệm xê sang phỉ tình. Ai mà ta giải chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Chỉ là nước dân là có coi như là được văn thù Bồ Tát để mà cứu rước giấc chúng ta cô bác anh em dùng đạo. Rồi sau này nếu như mà nước dân đổ tới chừng lửa cháy là ô thảm khổ bốn bề sống dậy dòm lần trời lửa cháy liên miên tiêu đường sản vật điện viên thần thông biến hóa dưới miền trung ương. Nhưng mà sau này cái người mà tu rồi đó hen, là vấn đề mà lửa cháy được cô bác anh em trong đạo là đến chừng đó làm sao? Khắp bốn phía lửa ào phủ sát, thân tiêu ra cho mạt tức thì. Phật dù lòng rất từ bi nhưng không thể cứu vô người bất lương được. Tất nhiên là chúng ta nếu không tu là không ai cứu mình nổi cô bác anh em trong đạo, phải không? Nước dân lửa cháy rồi tới ông Năm Chèo nói vậy, không? Ở trên Dầm Nao nè, mà Đức Thầy cho chúng ta biết đấu đầu với ông Năm Chèo. À, con sông nước chảy dòng cầu ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệp thú là ông Năm Chèo đó nuốt mà người hung đến chừng đúng ấy phục tùng bá gia mới biết người khùng là ai. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta không tu thì phải đối đầu với ông Năm Chèo của bác anh em trong đạo. Chẳng những đối đầu với ông Năm Chèo, tại vì chúng tôi chỉ chứng minh thôi chứ không có thời gian để kể cho quý vị mình nghe vấn đề đối đầu đó nghe. Rồi bây giờ trong khi đó là chúng ta đối đầu với rắn rít có không? Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là rắn to tên rỗi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng là có thần độ cho. Tất nhiên sau này ông tu rồi bắt đầu là bị rắn rít mãng xà xuống nó nuốt mình lát trên cô bác anh em dừng đợi, phải không? Cho nên là dưới sông thì lĩnh nghĩnh xấu to, dưới trên con hét con hò, lớp bay lớp chạy và dò người hung. Mà kẻ bạo ác thì vô cùng sợ hãi, mà người lương hiền thì chậm rãi bước đi, nhờ ơn các bậc thần kỳ mà thương người trung hậu mà được thì độ qua, phải không? Thì rõ ràng trong khi đó nếu như mà chúng ta mà tu được thì tất nhiên là chúng ta được có người độ. À, giờ chẳng những vậy nghe, mà giờ quý vị mình được biết bây giờ tất cả các nước trên thế giới, nhất là Ukraine với Nga bây giờ đang chiến tranh. Bây giờ tất cả các nước bây giờ đang coi như là khởi động vào trong cái cuộc chiến tranh giặc giả. Mà Đức Thầy đã nói trước vào năm 1939 rồi, là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Vậy sớm mau kiếm chữ Maha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa, đúng không? Vậy thì sau này quý vị mình được biết là theo ông ba nói giặc vậy, lăn xăng giặc vậy, đánh nhau tầm bậy đánh nhau, là quý vị mình được biết bây giờ nó cũng muốn đánh tầm bậy rồi, không? Không thù không quán không giận, chân động binh bất đạo, trong khi đó binh với nhau đánh nha, đánh tầm bậy. Cho nên đánh nhau tầm bậy mà tầm bậy đánh nhau, nước nào ở đâu thì ở đâu đánh đó. Rồi dẫn nghèo mất ngó nè, mất ngó dẫn nghèo, thấy thác bá bèo thấy thác, rồi nơi nơi tan nát mà tan nát, đâu đâu chỗ nào cũng có giặc chân. Cho nên cuối cùng chỗ nào cũng có giặc giả, trốn đâu giờ cô bác trần đạo. Cho nên một hôm nọ ông Đặng Thành Tựu, ông mới hỏi giả thưa thầy, bây giờ giặc mà đến chừng đó, Đức Thầy nói là giặc mà đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy trốn đâu Đức Thầy? Đức Thầy nói đó, ra đó mà trốn. Thì ông Tư Tụ mới quay cái mặt ra tới bàn thông thiên, mới bắt đầu thấy trống lỏng. Cái ông Tư Tụ mới nói giả thưa thầy, cái bàn thông thiên trống lỏng vậy sao mà trốn được thầy? Đức Thầy nói bàn thông thiên trống vậy đó, mà mưa không xa, mà gió không lọt, mà đạn không rơi, mà bom không nổ nữa, nghe không? Ông ra đó mà tránh, không?
Rồi trong khi đông tư tổ bắt đầu mới hội ý liền, nó giả thưa thầy vậy ra ra ngoài cúng lại không phải không thể nó ra nó cúng lại này không có bị tai nạn đâu. Cho nên chúng ta hàng ngày mà cúng lại cầu nguyện đến động tay Phật Thánh, riêng mình được cứu ra khỏi cảnh nè, cũng cầu xin ba tánh tai nạn. Khi mưa dầu có được lỏng tàn, lúc nắng lửa có giận mây phủ, có lưới báo ngăn lồi ác thú được sen nâng, khi phủ nước lên trên đền cao lại nổi ngọc đền, con hiền đức được an thân thể của bác anh em trong đạo, phải không? Mình cúng lại tất nhiên là không còn bị tai nạn đó nữa, phải không? Hoặc giả là ngày hai thời cúi kính bốn phương, đến chừng có đại quả ơn sẽ nhờ niệm Phật sẽ đường khỏi đường thiết tha của bác anh em trong đạo. Thì bây giờ coi như là chiến tranh thì chiến tranh, giặc giả thì giặc giả, còn mình bây giờ không có cái như là cái chuyện đó xảy ra. Thì bây giờ Đức Thầy cho chúng ta cái phép gì đây? Cái phép mà Đức Thầy nói trần gian khói lửa với đao binh, chư Phật sớm bài bài về vậy. Bài phép hiện linh. Mà phép hiện linh đó là phép gì? Phép hiện linh đó là cái phép cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước Diệt Nàng Tu Rị Hữu Thiên Kinh, là cái ở đây là cái phép của Đức Thầy, là cho mình trước rồi ráng mà niệm Phật, là chẳng những niệm Nam Mô A Di Đà Phật có phước vô lượng, mà lại coi như là vấn đề mà tai nạn đó là không còn coi như là khổ nữa. Hồi xưa người ta muốn diệt nàng tu rị đó hen, là tao muốn cứu khổ đó là phải tu rị tu đa rị ta bà ha. Thấy trong kinh cứu khổ là vậy. Bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết khỏi cần tu rị, thấy không? Mà bây giờ cần chuyển niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được thánh thơ nhà chữ Nam Mô khuyên bốn đảo trong mà chị chí, thấy không? Hoặc giả là chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu sao thấy được nhà tiên cử thánh. Vậy bây giờ nó tóm lại gọn lại là nếu như chúng ta tu sau này đấu với nước dân, đấu đầu với nước dân, đấu đầu với lửa cháy, đấu đầu với năm chèo, đấu đầu với hổ lan, mà còn đấu đầu với ba cái con cọp dữ nữa cô bác anh em trong đạo, ba con cọp dữ sau này Đức Thầy cho chúng ta biết là hổ lan ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy, sau này đa đoan, ai mà ăn ở nghinh ngang đón đường nó bắt ngang là xé tan xác hồn tiêu, không đâu còn được đâu. Cho nên chúng ta đối đầu nhiều hoàn cảnh đó thì bây giờ chỉ có nước tu thôi, hay không? Tu thì Đức Thầy mới có cứu độ cho chúng ta. Vậy thì bây giờ nghĩ suy cho cạn, sự đời tu là cõi phúc của người trần gian, dầu cho các bậc dạo sang sự tu không có như thoàn nước vô, lấy giang hùng dựng cơ đồ không bằng lấy đất Nam Mô xây thành cơ bác anh em trên đạo. Lấy Nam Mô A Di Đà Phật xây thành là chắc ăn. Hồi xưa Tần Thi Hoàng xây chẳng lấy trường thành là gần 2000 là 300 mấy coi như là cây số, mà giờ cũng tanh bành hết trơn chậu đâu còn không. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái đức đó còn hơn cái thành của giảng Lý Trường Thành cô bác anh em chung đạo, khỏe ghê phải không? Vậy thì bây giờ qua hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên đó, tại vì chương trình nghi vấn cho nên chúng tôi chỉ nghi vấn gọn gọn vậy thôi hen. Đó tất nhiên là nếu như chúng ta không tu thì sau này đối đầu những hoàn cảnh đó làm sao mà chúng ta thoát được cô bác anh em chừng đạo. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là nếu không tu chừng khổ cũng ân, còn tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Đó là dứt đề tài Nam Mô A Di Đà Phật. Chấn của đồng đạo thì để tiếp tục chương trình thì mời anh Sáu Cà lên đây để hỏi trực tiếp với chú Tư, rồi chú Tư cũng giải đáp cho tất cả quý ông đạo ta nghe chung. Và thấy anh Sáu cũng đang kỉnh các ngôi thờ, và xin quý ông đạo chúng ta cho anh Sáu một tràng pháo tay. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin thành lòng hỏi chú Tư hai câu. Đạo vô vi của Phật ân cần nối theo chí Thích Ca ngày trước, nhờ chú Tư Hương giải chung cho đồng đạo đều nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dự quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và tiếp theo cái tiêu đề thứ hai mà được là chú Chính mới nêu lên trong giáo lý Đức Thầy hai câu, mà trong hai câu đó là đạo vô vi của Phật ân cần nối theo chí Thích Ca ngày trước, câu phú quý ngài không mạng ước, chữ bồ đề như cõi bá tầm. Thưa cô bác anh em trong đạo, vậy thì hai câu này chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong quyển tư, tức là cái quyển Giác Mê Tâm Kệ. Mà quyển Giác Mê Tâm Kệ Đức Thầy viết vào ngày 20 tháng 9 năm 1939 và có tất cả là 846 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bạn, phải không? Thưa chú quý vị, vậy thì đạo vô vi của Phật ân cần nói theo chí Thích Ca ngày trước. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả đồng đạo, tất cả chứ quý vị cùng với chúng tôi để tham khảo qua hai câu giảng của tổ thầy yêu kính, đó là đạo vô vi của Phật ân cần. Vậy thì bây giờ đạo vô vi của Phật ân cần là cái đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là cái đạo vô vi.
nhưng mà cái đạo vô vi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bị sai lạc và cuối cùng coi như là bị thất truyền vào năm 713. Vì vậy cho nên bây giờ hôm nay Đức Thầy yêu kính của chúng ta ra đời có cái bổn phận thiêng liêng là phải chấn chỉnh lại cái đạo vô vi của Đức Phật để mà không còn xa lạc vào con đường hình tướng. Các bác anh em dùng đạo, nên Đức Thầy cho chúng ta biết là ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn sắc phàm, dình đạo Thích Ca, tất nhiên là dình cái đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở lại. Chứ nếu mà không để coi như là không dình thì bây giờ nó bị xa lạc mất hết, ăn theo con đường âm thanh sắc tướng của thần tú sao phải không? Vì vậy cho nên cái đạo vô vi của Phật đó là sao? Thôi bây giờ trân trọng kính mời cùng tất cả chư quý vị nghe, để cùng với chúng tôi tham khảo của cái đạo vô vi của Đức Phật Ca Mâu Ni là sao. Vậy thì bây giờ là đạo vô vi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là muốn nhắc lại cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi còn là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Rồi trong khi đó Ngài coi như là dạo bốn cửa thành, thấy sanh già bệnh chết, cho nên bây giờ Ngài coi như là quyết định để mà đi tu tìm chân lý, thấy không? Nên trong khi đó là Đức Thầy còn nhắc lại mình vàng Thái tử ngôi còn bỏ, mà dốc ngọc Đông Cung tước phải liệt, xem đó hỡi người mau lập chí tu hành khai nhớ giữ cho nguyên, thấy không? Rồi bây giờ là Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc đó coi như là mới bỏ cung vàng điện ngọc quách thành thê tử vợ đẹp con ngoan dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm, 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh ngồi với cậu Tất Bất La, trong khi đó 49 ngày đêm tu luyện, và sau cuối cùng đắc quả gì? A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, gọi là cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghe không? Rồi Ngài coi như là có cái hiệu của Phật gọi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là đạo Thích Ca, nghe không? Đó là đạo Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì bây giờ đạo Phật Thích Ca Mâu Ni hôm nay được là đồng đạo mới nêu lên là đạo vô vi, nghe không? Đạo vô vi của Phật ân cận. Vậy rồi cái vô vi của Đức Phật sao đây? Vậy thì bây giờ chúng tôi xin mời cùng với quý vị bây giờ nè, đạo vô vi của Đức Phật nè. Bây giờ cái thứ nhất là Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc đó bà Hoàng hậu Ma Gia dạo giường thượng viện, dịnh cái cành hoa vô ô nứt sườn binh hữu, sanh ra Thái tử Sĩ Đạt Ta. Vậy bây giờ lúc đó là Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ra ở đâu? Ở gốc cây, đúng không? Đúng không quý vị? Sanh ra ngoài gốc cây ngoài vườn thượng quyển. Rồi trong khi đó Thái tử Sĩ Đạt Ta mới coi như là dạo bốn cửa thành, thấy sanh già bệnh chết. Vậy bây giờ trong khi đó là thấy coi như là không có thể nào mà coi như là ngầu đâu mà hưởng được coi như là cái quả vị của vua, nên bỏ đi tu, phải không? Trong khi đi tu đó là bây giờ là Thái tử Sĩ Đạt Ta coi như là nhờ Sa Nặc mới đưa vào coi như là trên núi Tiết của Bắc Anh Nam Trường Đạo, phải không? Trong khi đó là thấy cỏ qua cảnh bắt tham thiền ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, tất nhiên là ngồi dưới gốc cây. Vậy là sanh ra ở dưới gốc cây, ngồi thiền ở dưới gốc cây, đúng không? Rồi bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo ở đâu? Hả? Thành đạo ở đâu? Thành đạo cũng ở dưới gốc cây, là ngồi tại cái gốc Bồ Đề đó mà được đắc quả. Cô bác anh Nam Trung Đạo 49 ngày đêm tu luyện, và trong khi đó Ngài được đắc quả vị là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tất nhiên quả vị vô thượng chánh giác ở tại dưới gốc cây, đúng không? Rồi sau khi đó Ngài mới lăn bánh xe pháp đến cái giường Ngọc Quyển đổ 5 anh em Kiều Trần Như. Là bây giờ Ngài thuyết pháp ở đâu? Thuyết pháp cũng ở dưới gốc cây, chỗ cái giường thượng quyển là Phật Pháp Tăng có ngay trong từ đó, đúng không? Rồi sau trong khi đó coi như là 49 năm vậy là Ngài chu du khắp cả các sông hàng đổ không biết bao nhiêu chúng sanh. Đúng lý ra bây giờ chùa chiền bây giờ các nơi các tử đều có, trong khi đó có tỉnh xá luôn, đúng không? Vậy đó mà Đức Phật coi như là đến cái xứ Câu Thi Na Ta La sông Thọ, nằm ở dưới gốc cây 2 cây ta la, rồi Ngài nằm coi như là trong khi đó là cái mình coi như là nghiêng về phía phải, và cái đầu coi như là bên hướng về hướng tây, và cái chân coi như là đạp về bên phương đông, mà trong khi đó Ngài tịch diệt ở dưới cái ta la sông Thọ. Nãy giờ kể quý vị mình nghe lời đó, bây giờ trong khi đó giờ lặp lại nghe. Bây giờ trong khi đó Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ở dưới gốc cây, rồi xuất gia tu hành ngầu thiền dưới gốc cây, thành đạo ở dưới gốc cây, thuyết pháp ở dưới gốc cây, nhập diệt ở dưới gốc cây. Như vậy có phải là trong khi đó vô vi không có bác anh ở trong đạo, không có chùa chiền, không có gì hết, đúng không? Vậy đó mà trong khi đó Ngài trong khi đó còn di chúc lại nghe, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài di chúc lại cho tất cả các đệ tử là cái chân lý vô vi của Ngài được truyền số từ coi như là ma ông ma ha ca diếp, đúng không?
Ông Maha Ca Diếp A Nan Thương Na Bà Tu U Ba Cúc Đa chuyện dài xuống Bát Nhã Đa La chuyện dài xuống Đạt Mã Tổ Sư. Rồi truyền dài xuống Huệ Khả Tăng Sáng Đạo Tính cho đến mà Lục Tổ Huệ Năng, thấy không? Tăng Sáng Đạo Tính Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cho đến Lục Tổ Huệ Năng Tam Thập Tam Tổ. Là chúng sanh đắc đạo vô số trong cái thời kỳ đó, là cái thời kỳ chánh pháp của Đức Phật, thấy không? Rồi bây giờ đến cái thời kỳ thần tú bắt đầu á, là trong khi đó từ đó trở về sau, chuông, mỏ, sám, kinh, bèn cải sửa, xá, huấn, truyền lưu, lấp đạo màu, đúng không? Lấp đạo màu việc khó, việc khổ có từ lâu mà tất nhiên là có ngay trong lúc đó. Vậy đó mà trong khi đó coi như là theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ. Từ xưa nay có mấy ai thành Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Như vậy thì bây giờ theo thần tú coi như là sau này tất nhiên là cái con đường đạo Phật nó bị mất chân truyền, thấy không? Vì vậy cho nên sắc tướng thinh âm chư ngoại giáo chân truyền cụ thất đạo nan thành. Sắc tướng thinh âm đều là ngoại giáo chân truyền đã mất rồi là đạo không có thành được. Cả ngàn năm nhân tâm sau xiến sau tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền giới chữ hành, hành bất chánh. Người đời mới nói của bác nghe dừng đạo. Vì vậy cho nên là tu mà tu giả dối làm tù âm phủ, còn thật tâm tu đen là được tụ niết bàn. Mà Phật thành do ở tâm can, Phật không thành được do mang cái bộ đồ của bác anh em chị đồng đạo. Do mang cái bộ đồ mà tu không thành thôi chứ có gì đâu, phải không? Thưa chứ quý vị, thì rõ ràng đi như vậy. Vậy thì bây giờ cái đạo vô vi bây giờ để trở lại nè. Bây giờ cái vô vi chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng di diệu pháp môn bất lập dân tự giáo ngoại biệt điền kim phú thác cho Maha Ca Diếp đó, tất nhiên là đó là cái chân lý vô vi của Đức Phật, không dùng hình tướng, không dùng hình tướng gì hết, là giáo ngoại biệt điền coi như là ngoài ông Maha Ca Diếp là cái người thứ ba không biết, phải không? Là kim phú thác cho Maha Ca Diếp là chánh pháp nhãn tàng, là coi như là thuộc về coi như là cái tâm ở bên trong niết bàn diệu tâm mà thật tướng vô tướng di diệu pháp môn bất lập dân tự không có dân tự. Cái đó là cái chân lý vô vi đó, thấy không? Vậy thì bây giờ cái như là trong khi đó là đồng đạo như là chính cảm mới nêu lên trong đó là đạo vô vi của Phật ân cần nấu theo Chí Thích Ca ngày trước. Vậy thì bây giờ xin hỏi lại tất cả đồng đạo, bây giờ không nói bên kia đi, bây giờ bên kia thì bây giờ trong khi đó người ta làm, người ta làm có nhiều đồng đạo trong khi đó tôi mới hỏi mấy ông thầy á, tôi hỏi vậy chứ bây giờ mấy cái ông tu như vậy đó có theo chân truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có theo Đức Lục Tổ Huệ Năng không? Ông nói bây giờ nếu như mà chú hỏi như vậy đó hen, là buộc lòng tôi phải nói. Ở đây là tôi hỏi mấy em sư luôn đó, buộc lòng tôi phải nói. Bây giờ nếu như mà theo cái Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, là chùa chiền bây giờ nó thật sự chú đó hen, mà theo Lục Tổ Huệ Năng lấy gì để sống? Ông nói thẳng vậy luôn. Bây giờ trong khi đó rồi làm sao giờ đây cô bác anh em chung đạo? Tôi hỏi vậy chứ bây giờ cái chân truyền dương chân lý vô vi của Đức Phật để đại 12 bộ kinh, có bộ kinh nào có coi tướng coi tay coi ngài coi bối sinh xăm bối quẻ mà trong coi kiết coi hung mà coi như là cúng gầm cúng sao cúng hạn gì không? Ông trả lời nó thật sự với chú là 12 bộ kinh trong đó không có thiệt. Mình nói không có mà tại sao bây giờ coi như là ông làm bài biện là cái này là ông theo ai? Cái ông nói bây giờ không biết tôi theo ai mà giờ ông thầy của tôi ông làm gì, bây giờ tôi theo ông thầy của tôi. Tôi theo ông thầy của tôi. Người sẵn tôi nói luôn, tôi hỏi ông luôn. Tôi hỏi ông luôn vậy nè. Tôi nói bây giờ tôi hỏi thưa sư, bây giờ trong khi đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa đó là đệ tử của Đức Phật 33 vị tổ và thập đại đệ tử bây giờ được đắc đạo hết, có ông nào họ thích không? Cái ông làm thinh. Không. Tôi nói bây giờ nè, bây giờ Maha Ca Diếp có ông nào là họ thích không? Thích Ca Diếp không? Thích La Hầu La không? Thích A Nan Thương Đa Hòa Tu không? Rồi cho đến thích là Huệ Khả, thích Tăng Sáng, thích Đạo Tính, thích Huệ Năng không? Đâu có ông nào họ thích phải không? 33 họ, 33 vị đệ tử của Đức Phật, không có ông nào họ thích hết. Rồi tôi hỏi vậy chứ bây giờ ông lấy cái họ thích này, ông lấy họ của ai? Ông nói giờ nó thiệt tình với chú, bây giờ là tôi như là để về tôi hỏi thầy tôi mới được. Cái sau trong thời gian đó tôi gặp ổng coi như là chỗ quán nước không ngồi uống. Cái tôi bê lại tôi hỏi chứ bây giờ sao rồi ông hỏi thầy ông bây giờ cái hỏi thích nó lấy từ đâu mà có? Ông nói ông thầy ông trả lời nó tôi cũng theo thầy của tôi nào, ông thầy tôi cũng chết rồi không biết hỏi ai nữa chứ. Thầy tôi lúc đó là truyền pháp cho tôi, trong khi đó ông lấy hỏi thích tôi lấy hỏi mà cũng theo thầy tôi mà giờ ông thầy tôi cũng chết rồi, giờ tôi không biết hỏi ai nữa. Cái này quý vị mình rõ ràng không? Rồi bây giờ đến cái chỗ cạo đầu tôi hỏi ổng luôn. Ở đây tôi nói có băng đĩa đó đó đàng hoàng, có gì nữa là tôi chịu trách nhiệm nè. Không nói thiệt luôn á. Thái tử Sĩ Đạt Ta trong lúc đó là coi như là mượn sa nạc đi vô trong rừng phải không? Cá
dao mớ tóc này cho coi như là sa nạc đúng không? Vậy thì bây giờ cạo đầu theo ai vậy hả? Hả? Bây giờ cho đến Đức Lạt Mã Tổ Sư bây giờ cũng là cạo đầu, cũng là đế tóc. Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng là phục thung cư sĩ. Không, đâu có cạo đâu. Vậy mà giờ hỏi xuất gia, cạo đầu xuất gia, cạo đầu không biết cạo đầu theo ai. Không, chứ đồng đạo của chúng tôi, tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo mình cũng có người cạo đầu nữa. Không biết theo ai đúng không? Cái này nó đụng chạm nghe. Không biết cạo đầu không theo ai, không biết nữa. Chứ thầy bây giờ thầy có hết tóc đó nè, đúng không? Để tóc đó nè, nhưng mà Đức Thầy không có cạo đầu. Mà mình cạo đầu tôi không biết đâu theo ai, không biết cái chuyện đó, thôi để đó đi. Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ chân lý vô vi của Đức Thầy bây giờ trong khi đó để lại là vô vi chánh đạo hỏi người âu, đúng không? Vô vi chánh đạo. Thưa chứ quý vị, còn nữa, bây giờ người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tự nhiên đeo chuỗi chứ không? Đeo chuỗi mà hột nhỏ không chịu, mà hột bự mới chịu. Không, quý vị mình có lên trên cốc hai mài không? Hột bự gì nữa. Đeo hột chuỗi hột, mà trong khi đó là chuỗi dài 108 hột mới chịu. Không, đeo chuỗi tay. Mà quý vị mình gà lại tôn chỉ chỗ nào Đức Thầy coi như là kêu mình đeo chuỗi đâu. Không, chú khai chuỗi trường thủ trì nhất báo bác diệt tội đẳng hà sa diễn ly tam độ khổ xích chắc biến liên qua. Bây giờ cái việc đó chuỗi mà có ông đeo chuỗi lần gì nè, thấy không? Lần mà trong khi nó lần đó là mình đếm không kịp, nó ông Phật nào mà chứng kịp cho mình, mà vừa lần mà vừa nói chuyện với mình mà không biết cái tâm nào niệm Phật, không biết cô bác anh em dùng đạo mà lần lia lịa chân. Bây giờ kể quý vị nghe cái chuyện gọn gọn thôi, bây giờ tôi nói thiệt luôn, ông hay mài mình đó nè, thấy không? Ở đây coi như là có mừng nghĩa đây nè. Bây giờ trong khi đó bữa đó ngủ tới ba xe, không, ba xe coi như là trên chạy ổng quá chừng chặt đi. Ổng ở ngoài á, ổng bước vô lần cái chuỗi mà chuỗi ổng học bự lắm nha. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ổng niệm Phật liên tục, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, niệm liên tục vô cô bác anh hay dùng đập. Cái gặp Út Tấn, ổng văng cái mùng ở dưới á nha. Ổng hỏi chú ở đâu ạ? Tôi nói đi đòn của Mười Nghĩa. Chú làm cái gì ạ? Nó văng mùng ngủ. Nó chú của cha tôi hả? Ông nội tôi hả? Người ta ngủ chết nó, bây giờ chú ngủ. Chú muốn sướng đó, chú về nhà chú ngủ. Mà ở đây coi như là ông cha tôi sẽ ông ngủ đây. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ở đây tôi nói thiệt luôn nha. Không nói dư một lời nào, một lời nào. Mà hồi nãy cử người ta không biết tâm nào cử, mà cái tâm niệm Phật là cái bên gì của bác đây chân đạo. Cái này tôi nói thiệt luôn á, chứ không phải không có đâu. Ông nghe được, ông làm ơn, ông sửa dùng một cái. Chứ còn cái kiểu này là không có được. Phải không? Cô bác anh ấy dùng đạo. Cái chuyện này con mừng nghĩa bữa đó ông chứng kiến đó. Ông nói hết nấu nổi rồi niệm Phật mà chữ người ta. Cho nên ông ba ông nói niệm Phật thì niệm ở trong tâm, chứ đừng niệm lớn nó bầm lấy ra. Mà này niệm lớn bắt đầu cử người ta đáo. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Không biết Phật nào mà chứng kịp cho mình. Cô bác anh ấy dùng đạo. Đó là đạo vô duyên của Phật căn cần nghe. Rồi bây giờ ngược lại nữa. Bây giờ cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đã hen làm theo tôn chỉ của Đức Thầy. Cô bác anh em dùng đạo, chứ đừng có làm cái gì thêm nữa. Làm mới đúng cái chân lý vô vi của Đức Thầy, phải không? Vậy đó mà trong khi đó Phật giáo Hòa Hảo bây giờ ba ngôi thờ cúng vậy đó, mà trong khi đó còn thỉnh tượng Quan Âm, thỉnh tượng Di Đà, còn thỉnh tượng gì thờ tùm lum hết trơn đâu. Không có không quý vị? Thỉnh tượng Phật Phật A Di Đà gì à? Để mà thờ. Rồi hình Phật ngọc gì nữa. Rồi hình tượng gì tùm lum hết trơn. Đức Thầy nó hình tượng bằng giấy không nên chừa lại và phải đốt đi. Nói giờ nó chúng ai chúng. Không, tôi nói thiệt luôn à, thật sự đây là mực tàu né thẳng thì đau, mà nếu không như thế làm sao nên hình mực tàu né thẳng đau lòng gỗ lợi phải thường ai chá lỗ tai. Khuyên nhủ hỏi ai còn tánh cọc bán tôi mua đứt đi lấy xu xài. Không, bây giờ ai có cọc đấy thì bây giờ trong khi đâu bán cho tôi mua. Không, thưa cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì chân lý vô vi của Đức Thầy nó vô vi chánh đạo. Hỡi người ơi, mà giờ theo thầy không chịu làm vô vi mà làm lấy hữu vi không, mà cô bác anh em dùng đạo làm toàn hình tướng không vậy đó. Rồi sao đấy, cô bác anh em trung đạo. Cho nên có lần nọ bây giờ trong khi đó tôi kể quý vị nghe để kết thúc nha. Có cái chùa ngang cửa tôi này chứ không đâu chờ á. Tôi coi như là cắm bông đó đàng hoàng, bắt đầu bưng đi có hàng chứ không, bắt đầu bà đứng trước cửa bà chặn lại. Bà hỏi gì chứ bây giờ bông này bông Đà Lạt hay là cái bông này là thuộc gì, cái bông Tây Rơ ở đây. Tôi nói cái này là bông Tây Rơ ở đây, không phải bông Đà Lạt. Cái bà sư cô bà nói sao biết không? Nói thôi giờ lỡ rồi. Thôi giờ đang vô cúng đi chứ lần sau mà nếu như mà chú có cấm bông nó ngang làm ơn cấm bông Đà Lạt dụng cái.
còn cái bông tiger ở đây đi hen là cúng, nếu mà kiếp sau mà có chuyển kiếp lại là nó không có đẹp bằng bông đà lạt. Bao nhiêu bác tu mở con đồ đừng lo chuyển lại kiếp sau. Rồi sao nếu quý vị mà biết sao không, bà mời vô uống nước, cái lại quay tôi nghe cãi giả giọng biết gặp bà đứng ở ngoài á, là cái đường đi vô vậy nè, cái chùa cái là từ ngoài cổng đi vô đó là nó cũng khoảng cỡ chừng là 300-400 thước mới vô tới cái chùa. Cái nghe cãi giả tôi bước ra tôi coi, bà nói dẹp là mấy cái bà bán chôm chôm, bán ổi, bán cốc, bán nhang, bán nho, bà kêu dẹp. Cái mấy người kia trả lời nó giả sư thưa cô, chàng ơi tôi bán đây người ta cũng mua cốc, mua chôm chôm, mua nho, mua nhãn, mua này kia vô chổng cũng cúng chùa chứ đem đâu. Bà nói đâu có được, người ta thay vì tôi đem 400 cúng chùa mà tôi mua hết 200 còn 200 cúng chùa. Bây giờ người ta không mua tôi đem chọn dạng cúng chùa được 400, người ta mua mất hết 200 còn có 200 à. Rồi mấy người kia mới trả lời nó thèn ơi người ta mua cũng vô đó cúng chứ đâu. Nó thèn ơi chổng bánh trái giờ không còn thiếu gì mà có thiếu tiền hả? Nói cái này hết nấu nổi không? Nó còn thiếu tiền nữa chứ còn bây giờ bánh trái chôm chôm nhãn gì đầy nhóc ở trong đồi, dẹp đi không có cho bán. Quý vị mình thấy còn sao? Thấy không? Cái chỗ này là ông không có ông Phật nào dạy cho cô bác anh em chừng đạo không? Cho nên ông Phật ông dạy là phải từ bi bác ái dĩ đức hảo sanh phan hồng đại độ thấy người ta khổ mà động lòng thương đức cao hơn kẻ niệm xung di đà nữa. Mà cái này như vậy nó mà không chịu, nãy giờ nói vấn đề chương trình nghi vấn mà nói giờ quá dài rồi, thôi để tóm tắt lại cô bác anh em dùng đạo. Thì bây giờ đạo vô vi của Phật ăn cần nói theo Chí Thích Ca ngày trước là bây giờ là chúng ta phải câu theo gương hạnh của đức thầy, là đức thầy coi như là chỉ dạy cho chúng ta như thế nào đó, chúng ta phải làm y theo đó. Cho nên đức thầy nói là Phật từ thiện cách nào ta từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá chân lời cô bác anh em trong đạo. Còn cái này không chịu theo thầy mà tu mà cứ như là theo ai không vậy làm sao? Cho nên đức thầy mới nói là giảng kinh độc tụng chiều mai, làm theo lợi chỉ thì ngày dài gặp ta, không làm thì ác mang eo, làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai. Cô bác anh em trong đạo để đức đề tài. Nam mô A Di Đà Phật. Rớt này hết rồi.